bóng đá U23 châu Á AFC trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta lại đến với những diễn biến trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á AFC U23 Asian Cup, và đây là những diễn biến tại bảng B, trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Jordan và U23 Kuwait. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai. Và đây là đội hình ra sân của U23 Kuwait ở trong trận đấu ngày hôm nay, với thủ môn mang áo số 1 Khaled Al-Jaji, hàng phòng ngự gồm có số 15 Saleh Al-Banay, số 6 Abdulaziz Maran, số 4 Youssef Al-Hakwa, số 20 Fahad Al-Fahin, số 7 Youssef Aye, số 16 Mahdi Dasti. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài người Oman, ông Ahmed Akrab, một trọng tài rất quen thuộc với những khán giả theo dõi bóng đá châu Á. Còn bên phía đội tuyển U23 Jordan, đội hình ra sân của họ gồm có thủ môn mang áo số 1 Abdullah Al-Fakuri, hàng phòng ngự gồm có số 23 Youssef Abouazara, số 5 Hadi Hurani, số 3 Jaran Adela, số 18 Mohanad Abutaha, cặp đôi tiền vệ trung tâm số 16 Faden Hakan và số 6 Niza Anradans. Và như vậy là một trận đấu giữa hai đội U23 Kuwait và U23 Jordan đã được bắt đầu. Đây là huấn luyện viên trưởng của U23 Jordan, ông Hamad. Cơ hội, đó là cú đá đầu tiên của trận đấu. Pha ra chân là của số 7 Omar Hani. Bên phía U23 Oman, xin lỗi bạn, U23 Jordan. Rất nguy hiểm, bóng đã đi qua hàng rào nhưng lại không quá hiểm, đi đúng với vị trí của thủ môn Al-Jaji. Ở bảng đấu này thì U23 Kuwait bị đánh giá thấp nhất về cả lịch sử cũng như là màn trình diễn sau lượt trận đầu tiên. Đánh đầu đã có khoảng trống nhưng đó là một quả tiếp bóng không tốt của số 7. Có vẻ là bóng chạm vùng mặt chứ không phải là chạm vào phần đầu của cầu thủ bên phía U23 Jordan. Ngôi sao đang thi đấu tại Azerbaijan của đội bóng này đã có được cơ hội, đó là Omar Hani. Uzbekistan, đội chủ nhà chắc chắn giữ được vị trí đầu bảng A. Đây là đội nhì bảng B, chính là bảng đấu này tại vòng đấu tứ kết. Tuy nhiên bảng B chắc chắn là vẫn sẽ còn những diễn biến khó lường cho đến tận lượt trận cuối cùng. Rất tốt, đột phá rất dẻo. Rất tiếc là không có cú đá thành công. Vẫn là những nỗ lực xuyên phá đến từ số 7 của U23 Kuwait. Những pha xử lý cuối cùng đến từ Youssef Ayes vẫn chưa có được sự gọn gàng cần thiết. Vẫn là nhịp đẩy bóng hơi dài, chỉ có tốc độ thôi là chưa đủ. Ayes là cầu thủ sinh năm 2000. Abu Zirik khá nguy hiểm, vật ngang qua khung thành của Kuwait. Abu Zirik không được, đó là cú đá đầu tiên của Abu Zirik ở trận đấu này. Đó là một tình huống hiếm hoi mà cao thủ Kuwait có cơ hội ra chân. Nasser là người đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Khá nguy hiểm. Chéo vào, cuối cùng đã có bàn thắng rồi.
Và đó là pha lập công tiếp theo của số 10 Abdul Zirik tại AFC U23 Asian Cup 2022. Đấu của sự bế tắc của cả hai bên, nhưng khoảnh khắc đã đến với sự lóe sáng của Abdul Zirik. Anh đã hoàn toàn chiếm ưu thế trên không với hai cầu thủ của Coet để có được bàn thắng, và chỉ vậy là đủ. Lại là một tiếng thoát xuống đáy biển. Cơ hội đá bơi, bóng chạm cột dọc, quá tiếc nuối. Không phải là một góc đá thuận lợi, nhưng vẫn là một pha ra chân tốt. Cầu thủ của Kovac có dấu hiệu xuống sức và rất dễ bị qua người ở pha bóng này. Góc đá là hơi hẹp, nhưng quả đặt lòng đầy cảm giác. Lại là một tiếng thoát xuống. Như thế tốc độ và sức dướn đang vượt trội hơn đến từ Jordan. Lại là một tình huống thi đấu thiếu an toàn nữa, chưa có bàn thắng thứ hai. Những tình huống phòng ngự hết sức hớ hình của các cầu thủ Coet khi mà thể lực của họ xuống sức. Pha bóng nguy hiểm. Người nằm sân đó là số 5 Osman Samari. Tấm thẻ đỏ trực tiếp được dành cho cầu thủ của U23 Jordan. Và họ sẽ phải bảo vệ thành quả mong manh của mình trong ít phút cuối mà chỉ có 10 người trên sân. VAR cũng đang can thiệp. Quyết định của trọng tài là rất dặn. Rút ra ngay một tấm thẻ đỏ với tình huống kê chân này. Abu Zirik, những giây cuối cùng. Mảnh áo của Abu Zirik thì vẫn còn ở trên sân. Và hết giờ. Chiến thắng chung cuộc ở trong trận đấu tại bảng B AFC U23 Asian Cup đã thuộc về U23 Jordan. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Abu Zirik đã mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng áo đỏ. Họ sẽ có 4 điểm và bằng với đội đầu bảng, đó là U23 Úc. Và trận đấu cuối cùng sẽ mang ý nghĩa sống còn với U23 Úc và U23 Jordan. Đến đây thì buổi trực tiếp của FPT Play trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Kuwait và U23 Jordan xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và chúng ta sẽ gặp lại nhau những trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.